Qua công tác chuyên môn, lực lượng phối hợp phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Đồng Nai và công an phường Phước Tân thành phố Biên Hòa đã bắt quả tang Vũ Văn Quyền 43 tuổi trú tỉnh Đồng Nai đang tàng trữ 4 gói tinh thể màu trắng nghi ma túy tại khu phố Vườn Dừa, phường Phước Tân. Qua đấu tranh quyền khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua số ma túy trên về để sử dụng dần thì bị bắt. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao để công an thành phố Biên Hòa thụ lý theo thẩm quyền.